chuẩn bị. Xuất phát. Christy, giờ chơi phiếu lưu ký. Giờ chơi rồi, Christy thôi. Đồ chơi em chơi chán rồi. Các anh chị nghĩ trò gì chơi với em đi. Ti Ti ngoan, chờ bọn anh thu dọn đống đồ thùng giấy này giúp mẹ đã nhá. Em muốn chơi luôn bây giờ cơ. Tớ có ý này. Ý gì thế cậu? Bây giờ chúng mình sẽ biến những cái thùng cắt tông này thành mô hình ô tô và máy bay, rồi chơi đua xe với em Ti Ti. Được, chúng mình cùng làm thôi. Tớ sẽ biến thùng bìa này thành mô hình ô tô siêu ngầu. Em thích một chiếc máy bay siêu nha anh. Được, anh sẽ làm tặng em một chiếc máy bay. Bây giờ chúng mình cần dụng cụ lắp ráp. Ba lô vô cực, tay kéo biến hình. Có hộp bút phát sáng trong tay thì chúng mình tha hồ mà làm những điều chúng mình thích. Kéo sắc bén, hãy giúp tớ cắt những tấm bìa. Bìa cắt tông, mau bay tới đây. Hãy để tớ xử lý chiếc thùng này. Kéo sắc bén. Bây giờ đến lượt tớ tạo hình tấm bìa. Hình tam giác, hồ biến. Bây giờ cùng lắp ráp lại thôi. Tập hợp năng lượng, lắp ghép mô hình ô tô. Keo dán siêu bền, hãy giúp tớ cố định thân của ô tô. Ti Ti ơi, em hãy giúp chị lắp ghép phần bánh của ô tô nhé. Vâng ạ. Keo dán siêu bền. Bánh xe, hãy đi theo tớ. Bánh xe vào vị trí. Ti Ti giỏi quá. Vậy là mô hình chiếc ô tô đã hoàn thành xong rồi. Để chúng tớ giúp các cậu nào. May quá có các cậu, không chúng tớ chật vật từ nãy tới giờ. Ti Ti, bây giờ em hãy giúp bọn anh giữ phần thân máy bay nhé. Tuân lệnh. Keo dán siêu bền. À, chiếc máy bay đã hoàn thành rồi. Chúng mình đã có máy bay và cả ô tô nữa rồi. Giờ thì chơi thôi. Các thí sinh chuẩn bị. Tìm tiên lái máy bay, vượt ô tô đi anh. Ok, anh sẽ vượt cho em xem. Tăng tốc lên nào, Đô Đô. Tăng tốc. Ô tô và máy bay cố lên, sắp về đến đích rồi. Máy bay về đích trước rồi. Vậy là ô tô thua máy bay mất rồi. Không sao, máy bay giải nhất thì ô tô của chúng ta giải nhì mà. Ti Ti ơi, em chơi có vui không? Em thấy vui lắm ạ. Em cảm ơn các anh chị đã chơi với em. Ti Ti ngoan quá.